Xin chào cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Catala Fishing. Thì trong clip ngày hôm nay, shop em xin giới thiệu với các bác một mẫu dây bè đến từ thương hiệu Vadivas. Đó, thì cụ thể đây là cái mẫu Avali Casting bè SMB. Đó, thì có thể coi là trong cái thị trường rất nhiều các cái mẫu dây bè cao cấp, thì cái dòng dây Casting SMB này nó là một trong những cái dòng dây đầu bảng, không những ở thương hiệu Vadivas mà nó còn bao trùm bao quát rất nhiều thương hiệu khác nhau. Nếu các bác nào mà hay xem những cái chương trình về thi đấu câu cá này, của những cái kênh YouTube chuyên về các game đấu thi đấu câu cá thì có thể rất nhiều quen thuộc với dòng dây này, được thường xuyên sử dụng trong cái game thi đấu câu cá ngừ hoặc câu biển. Đó, thì đây chính là một trong những dòng dây có thể coi là cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Hiện tại thì bên em sẽ có những cái size từ chiều dài quận từ 200m đến 300m. Đó, thì chút em sẽ để thông tin chi tiết những cái size dây trong phần mô tả cũng như giá bán luôn. Trên đây em sẽ giới thiệu qua nhé. Thì đây là quận đóng gói như vậy. Đó, thì đây là quận số 8, 300m này các bạn nhé. Đó, đóng gói đây. Đằng trước thì đơn giản như vậy, in một số cái thông tin về size dây cũng như chiều dài quận các thứ, cũng như là cái trọng lượng tái, như quận số 8 này mắc là 120 bao. Đó. Bên trong đây thì quận nó sẽ có cái màu dây là màu xám nha các bác nhé, màu xám, và được chia điểm mỗi 25m bằng các cái vạch màu xanh navy và màu hồng. Đó, thì cứ mỗi 25m nó sẽ có một cái đánh dấu khác nhau để dễ, đối với các bác nào mà hay câu biển thì sẽ dễ dàng nhận thấy những cái điểm này cực kỳ có lợi để anh em biết được cái mực nước hoặc là cái căn mồi cho chuẩn. Đó, thì đây là quận sử dụng công nghệ SMB, một công nghệ độc quyền của Vadivas trong các dòng dây BE của mình. Thì theo như bên Vadivas chia sẻ, đọc trên cái trang web chính thức thì cái công nghệ SMB này nó sẽ cho cái lực tải gần như là, và cái độ hiệu quả hiệu suất gần như là gấp đôi trong cái dòng MB. Ví dụ SMB là Super Max Power, thì cái dòng Max Power BE thì đối thắng SMB này nó sẽ gần gấp đôi cái lực tải cũng như hiệu suất so với cái dòng MB nha các bác nhé. Đây là một cái công nghệ cực kỳ cao cấp. Đây, dây màu xám này các bác. Đấy, chúng phù hợp cho các bác chơi rích biển hoặc câu lục, nhất là hay là những cái game đánh bờ biển hoặc là câu súp ấy các bác. Những cái máy công suất lớn thì xài dây số 8 này thì cực kỳ hiệu quả. Đây là cái phần đánh dấu màu xanh này, mỗi 25m nó sẽ đây còn một cái đánh dấu khác nhau. Đó, đây là quận số 8. Thì ở cái dòng 300 dòng dây này nó sẽ có từ size số 3 đến size số 12 và nhiều cái kích thước quận khác nhau. Với quận mà dài nhất đến 600m thì hiện tại bên em chưa có cái dòng 600m này. Thì dần dần em sẽ cập nhật thêm các cái size 400, 500 và 600m nha các bác nhé. Dây thì sáng rất mê lên ra bà. Đây quận số 3 này. Rồi em sẽ mở cái quận số 3 này ra cho các bác xem qua một chút. Đó, rồi thì mọi thông tin thêm về giá bán cũng như các size em sẽ để chi tiết hơn trong phần mô tả nhé. Các bạn nào muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, số Zalo hoặc đến địa chỉ cửa hàng của em. Đó, mọi thông tin em sẽ chạy bên dưới video đây. Rồi thì xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Tạm biệt các bác.